mình giới thiệu một cái mẫu mạch ha, mới ha, 2023. Thì mẫu mạch này CS8673E. Thì một số anh em đã sử dụng qua, nhưng mẫu mạch mới 2023 này nó kết cấu này đã thay đổi ha. Ba mạch đã thay đổi, âm thanh chất lượng cao hơn. Đánh mạnh hơn, cao cơ tuyệt vời hơn ha. Đó, đây mẫu 2023 này. Mẫu mạch bên trong đã thay đổi này ha. Linh kiện một số chỗ đã thay đổi, âm thanh chất lượng cao hơn, cao mượt hơn. Thì đối với mẫu mạch này thì công suất là 130W. Mẫu mới này mạnh hơn, đánh mạnh hơn, 130W có thể lên 140W. Thì đối với cái mẫu mạch này cho phép mình sử dụng loa 3 tắc đơn đánh căng hoặc là 2,5 tắc đôi. Đây, DSP lập trình chống hú ha. Mic bass, mic chép, mic vần, echo có nguồn sông. Ok chưa? Đây có ngõ ra lắp led nè, lắp micro không dây nè ha. Thì đối với ba mạch này mình đang test trình cấu hình là 2,5 tắc đôi. Đây, 2,5 tắc đôi. Đó, thì một bát một chung ha. Đang lắp cái cặp micro loại xịn nè, OF mà loại xịn nè ha. Xét tần số và chỉnh âm lượng. Ok, mình thử tiếng micro của mẫu mạch mới này ha. Đến bi lập trình chống hú. Nó cái tiếng mic nó phải vậy đây, cái này cái ca nó mới hay được. Đòi hỏi là phải trong, tiếng phải thu tốt, tiếng mạnh á ha, tiếng phải thu tốt mạnh. Và cái tiếng độ vang nó phải hay ha. Effect có phải hay ha. Thì đối với những cái mẫu mạch bên mình là chỉnh cái tiếng ca nó gần như tiếng reverb lập trình ha. Lập trình. Ở đây là có chống hú ha, đây, chống hú. Cùng thử cái phần chống hú cho cái này. Nó phải kêu re re gì á mới gọi là chống hú, có thuật toán chống hú ha. Còn nếu không có chống hú thì nó khác à. Đưa vô cái rít tắt nguồn à. Hấp dẫn ha, cái tiếng mic như vậy mới hấp dẫn được ha. Rồi thử nhạc ha, cũng nghe hay không? Lyra Paris với serum HA bắn chạy số 1 thi. Ok, thì đây mình thử tới một cái đoạn nhỏ ca có cái tiếng nó có hay không ha. Bệnh vặt ngăn con học hỏi những điều mới. Có Rubin tăng đề kháng chẳng lo bệnh vặt để con học hỏi không ngừng. Sorry.
Thì đây là một cái mẫu mạch mới ha, mới CS867B ha. Ok chưa? Đây có nguồn xung ha, chỉnh bát chép đầy đủ hết ha. Ok, có đường led nháy theo nhạc ha, lắp 12V ha. Ok, kết thúc bây giờ.